Dưới đây không có gì Ôi đâu ơi, gà nha. gà có gì Trời này, gà ơi, gà gà dưới này có gì nè, ở đâu bên đây nè, bên đây nè, bên đây nè, nghe thử coi. Trời ơi, nguyên cái lọc ê, ê, đậu không có mấy. Yo, chào tất cả mọi người, mình là Vami. Ok, hello, xin chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay mình và Vami sẽ quay trở lại với game Mini World. Và game này là một cái custom map tiếp theo của bạn Rarity gì đó. Đọc gì nghe ghê vậy ba? Supplacin nữa. Cách chơi nè, hãy tìm một cái nút trong rương, cẩn thận bị lừa AI. Có nhiều map khác nhau, chúc bạn chơi vui vẻ. Ôi vãi. Vậy là đây là một trong những căn phòng mà mình phải kiếm cái nút để mình mở cửa. Đậu nó đi. À, như thằng nó thì đây là cái map đi tìm chút rồi. À, đất đây chưa cũng map bánh kem. Ồ, ê có bánh kem nữa nè cu. Ê qua bánh kem nè. Hả hả? Đây đây có bánh kem tao mới ăn xong nè. Ôi ôi trời, giống như Minecraft ghê luôn á, ăn đồ rồi. Trời mày mày liếm ghê quá kìa ơi. Nói chung á là trong mỗi cái rừng này nó sẽ xuất hiện ngẫu nhiên ra một cái gì tự nhiên mày nằm đi. À bấm lộn nút. Vãi vậy cũng giờ thời gian này cũng nên dành đi ngủ được một mình chứ. Đứa nào nó nhai hoài ghê vậy. Nó không có cái gì hết. Ồ, ê dưới này có rương nè. Ê ê kìa, mày nghe tiếng ai nó nhai hoài không kìa. Cà cà đó, game này là game đi kèm cái nốt. Đó, một wow, xương bò nướng. Ok, lấy 10 cục, 6 cục ăn cho nó vui. Đi cô, đồ ăn mày có đuôi cái đùi, có nguyên cái gà rồi ăn gì nữa. Rồi room 2 là thế giới rương. Trời đó là cái gì mà nhiều rương chứ gì trời. Bò đồ ăn không luôn. Mày qua chưa vậy? Đây tao đây. Trời đất bài, rương quá trời sao biết đường mà lụm. Trời ơi thiệt tình chứ gì mà mùi rương vậy là biết đường đâu mà lụm. Trời. Vãi đạn, cái gì mà nhiều rương vậy? Trời đất quá trời luôn á. Đồ. Trời kiếm này kiếm tới mùa mít luôn á. Ủa thiệt luôn hả? Không, cái này kiếm tới nhớ mùa chôm chôm chín. Nghĩ đâu nằm nữa. Ôi cái vậy? Ôi cái tim nó còn đây luôn nè. Nó đẩy một phát mình chết queo luôn thiệt tình chứ. Cái thứ âm binh nào đỉnh hết. Lũ đáng. Như mình đoán là dưới này nó sẽ có một cái xì luôn. Có một cái chỗ nè. Ủa sao nó hồi sinh nó liên khúc chết vậy? Rồi nhảy quá không kịp. Quá đáng. Ở bên map này không có cái giường để luôn. Cái này nè, có một cái đường dưới này nè. Ô, đây nè, xuống đây nè. À, à, à bên kia kìa. Đó, bịch. Ui. Rồi xong. Nhảy không kịp. Ui, không nhảy kịp luôn. Chỗ không sao mà khó nhảy vậy? Ủa sao nó chết liên tục vậy? Ok. What the hell? Khó thế. Lại. 1, 2, 3, ok. Ok đó chứ. Còn chút xíu okay. Qua tới nơi rồi mà nó trượt chân nó té. Ê, ê, ê. Không được. Khó thế. Ôi da, trời cái nút này chôn giả man luôn á. Rồi, cái rương mà cũng lấy cũng hơi bị khó đó nha, cho mới dễ đâu. Trời, nhảy cực khổ vậy. À, sao lấy cái rương khó gì trời. Có thể nào mà lấy xa được không hay là phải lấy gần. Để nó thử coi. Ok lấy được rồi. Qua được kìa. Rồi, ok ha ha. Và sau đây bước tiếp theo là mình sẽ ngẫm. À ừ, mày chết đi chứ mày quá qua đáng. Mày nhảy lên hơi bị đuối rồi đó. Ồ. Bớt làm lố nha, bớt làm lố nha. Có đâm vào kim tao. Ok. Bây giờ mình đã kiếm được cái nút. Trời đất ơi, ở đây có một cái cũng có một cái rương này mà nó cho mình mới ghê chứ phải đây. Ủa gì ba làm hết hồn. Ok, mình sẽ cắm nút vô đây nha. Ồ lộn cắm lộn cục xịt. Cái cục xịt là mỗi lần chết là nó sẽ có tròn cái. Ồ ồ. Ồ đây đâu, ê cái giường này lui checkpoint đi. Ok. À quên, để có nằm được cái giường nó chép. Ồ đây có cái hành lang vậy nè. Ở đây có một cái đường đi. Ê bên kia có cái rương kìa cụ, bên kia có cái rương kìa. Ồ. Ồ đây bên này có cái rương nè. Đậu phộng rương trống, cái thứ gì á. Ồ tao mở cửa được rồi nè mà tao biết mấy cục đường mấy cái. Rồi xong chết luôn, lũ đạn. Gì vậy? Tao mở cổng ra cái xong tao đi ngang qua cái đó làm tao chết luôn. Ồ mày đi cổng thứ mấy vậy? Cổng này nè, cái cổng mà nhảy qua nè, tao mở cổng ra rồi. Ủa nhưng mà
Nhưng mà cái ô màu xanh lá cây này mày xuống ô thứ mấy vậy? Ô bên trái á. Là ô đầu tiên luôn hả? Ừ. Vậy cả mày chia ra đi, còn hai ô nữa cả mày chia ra đi. Ủa mày đâu rồi, mày lên chưa? Đang lên nè. Tao mở cửa cho mày nè, coi như mày đi lên chi vậy, mày rảnh quá Mở ba. chưa? Trời đất ơi, nãy tao đứng chờ nãy giờ. Ok, giờ tao vô giữa nha. Rồi 1, 2, 3. Lũ đáng tao chết nữa. Quá đáng. Đi qua đây nè, xong Cứ mỗi lần chết đó là chuyện như nó cứ cho mình chết đi chết lại, chết đi chết lại, xong rồi nó vô vận vô tận luôn. Giống như là chỉ chết được mấy lần thôi á. bây giờ đã tới được cái thế giới băng rồi. Cái gì đây? Wow, cái gì đây? Room 4 thế giới băng. Wow. Ê, mày biết mấy mặt nạ là gì không vậy? À đó coi vải chôn thì cần chứ nó chôn tao nè. Ê, ở đây có nước nè. Ê, dưới đây có cái rương mà tao mở không được mày ơi. Nó kẹp chôn á. Đâu, đâu, em mày thử mày mở đây thử coi. À, lại chôn nữa chứ đậu phải không ăn chứ Mày tao này gì nó vậy? giống gì nó cứ chôn Ơi, ơi, cái hoài. này đi đường nó kia. Ui, ui. Ở đâu? Ơi, ở đây nè. Ơi, tao đi ngang qua cái nó dính nó vô đây luôn nè. Ủa, cho nó có cái gì vậy ba? Có đường đi, có đường đi. Ủa, có đường nào để nhảy qua? À, phải nhảy À, chưa vô. lên hả? À, có cái đường. Lũ đạn cái gì đây chôn vãi thư chôn à, vậy vậy là đằng sau mấy cái đường này nó sẽ có một ok có thấy rồi ôi vãi trời ơi thấy được cái nút luôn rồi ok hay quá đi 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 trời đất ơi mình vô chúng nghe cửa chôn mới đâu chứ rừng địa ngục vĩnh hằng nó chứ má bây giờ con đã tới được cái địa ngục rồi có chỗ luôn thôi lui checkpoint cái rồi vô đây mày trời ơi biển ơi Ôi nó đẩy đi mà mấy cục trắng nó đẩy đi. Cái này nó đẩy mày đi vô, nó đẩy mày đi á. Nguy hiểm lắm, không đùa đâu. Ok, ở đây có nước nè, tao nghĩ là dưới này chắc ok nè. Trời ơi, động, ổng bắn. Trời nhá. Trời, nó chết luôn rồi. Ôi, ôi. Ôi vãi. Ôi trời ơi, má ơi cá không à. Ôi vậy là cái cục núi lửa đi được á mày. À, vậy là mày xuống dưới kia được, coi sẽ xuống dưới bên này. Ok mỗi thằng bên đi. Ta đã xuống rồi. Có một cái đường nè. Ăn bánh trước khi nhảy lên nha. Phải bánh gì trời? À, ăn bánh này hả? Trời, sao tôi không lấy sớt. Ok, bây giờ ta sẽ nhảy lên đây. Ăn cái bánh đã, nó nói là ăn bánh trước khi nhảy lên hả? Mình ăn bánh thôi. Vãi. Ok, rồi ta nhảy lên nè cu. Rồi, ta đứng rồi chờ mày nè. Nó ăn nó cho tao xịt hoài luôn á. Ok rồi, ta lên thành công rồi. Trời ơi, nó cháy người luôn rồi. Cháy khét nghẹt luôn rồi kìa. Trời tới ơi, đây tới đây mê cung không lối thoát đậu phộng mê cung mà không lối thoát làm ăn gì được trời gì mê cung vĩnh hằng giờ tới mê cung không lối thoát ơi nó đâu đi đâu trời đất ơi quá vãi là kia quá đáng cắm đẩy nha mà ai đẩy đâu tao đang đi chuyện tình cờ mày hú hồn chi mén mày rớt xuống mà trời chỗ này mê cung gì mà đi tới đâu thấy ngõ cụt quá vậy ủa mày đi đâu vậy ba tao không biết mày đang đi đâu luôn á Rồi ta đi thoát ra khỏi mê cung mà ta đi hồi ra tới ơi mày gọi trời đất ơi đi hồi không về La Mã kìa vậy quăng á mã à ôi có cái gương yeah kiếm được cái nút rồi vãi sao may mắn gì ta ok ôi với thế này giống như mà một dáng mày kiếm nút một dáng tao kiếm nút vậy ba ừ đó, không sao vậy mới vui đây nè đó trời đẩy nó lẹ lắm kìa lẹ lắm Rồi ok, đây được luôn rồi. Nút. Đó, mở ra đây rồi cái gì? Mê cung không lối thoát 2. Ôi cái gì? Ê, ơi cái cửa nó đập vô mặt mày ơi. Đậu không cái thằng nào làm ra cái map này vậy trời, thiệt tình. Trời, nó nhảy không được luôn. Ơi tao ra được rồi nè, vãi. Ơi cái này không có cần nút mày ơi. Cái này nó không có cần nút qua được luôn nè. Ok, tao qua được rồi. Yes. Hay quá. Đây là khu rừng bí ẩn. Ok, nằm cái. Ôi ơi, quá đáng. Mày nằm ngủ nhanh đi ba, cho tao nằm nữa cái thứ gì á. Ok. Ok. Khoan. Ở đây kiếm nút ở đâu trời? Ok cái cửa này cửa kiếm nút quá cô. Không nên xuống mấy cái hồ nước này gấp. À ta thấy rồi nè. Nó ghi là mật mã dưới gốc cây. À dưới gốc cây đúng không? Ở đâu vậy? Ở đâu vậy? Ở đâu nó ghi vậy? Vãi thư chôn không à. Trời đất ơi đậu không phải rương chôn không. Dưới đây không có gì. Ôi ơi ra ra có gì này ra. Ra ra dưới đây có gì nè. Ở đâu? Bên đây nè, bên đây nè, bên đây nè. Nghe thử coi. Trời ơi, nguyên cái lọc. Ê, đậu không có bị. Tao lên kịp thời nha mày. Ôi lũ lại kịp lên rồi. Mày chết rồi đó. Cái thứ gì vãi rồi chứ. Ủa dưới gốc cây nó có cái gì ta? Ồ bên này nó có cái gì nè. Trời ơi, không lên được. Xuống như này chả có cái gì nữa. Ồ cái lá đập ra không được luôn.
Tao đang kiếm một cái gốc cây nó có gì không nè. Tao cũng đang tìm mà tao không thấy. Ở đây có nào nó chơi mình không? Ồ, cái rương nằm đâu ta? Ở dưới đây có cái cửa nè cô. Lượm cho bằng đường. Ê kia kia, dưới đây có cái cửa nè. Ở đâu? Ở bên đang ở đâu vậy? Tao đâu thấy mày đâu. Ê có cái rương, đây có cái rương nè. Lũ đạn trên. Rồi xong, làm sao mày ra được? Tao không biết, tao đang đi lên lại coi. Ôi phải, nó đóng cửa. À đúng rồi, ở ngoài này có cái nút đó kia, mở anh ta cái nút đi. Trời đất ơi, quỷ già. Đó, ok. Đây. Từ từ, rồi lên 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 lên. Ok, trời ơi. Ok, trời đất ơi, thiệt tình luôn á, nó chồn quá đáng lắm luôn á. Ở dưới luôn, khỏi sao. Quá đáng thiệt. Như vậy, hồi nãy không có để ý, dưới đây không có gì đâu nha, vãi. Nó đã nói rồi mà không chịu tin. Giống như nó gây sự tò mò á. Nhảy xuống chi cho bớ cho bị. Ồ. Nó ghi là mật mã là dưới gốc cây nhà, nếu mà nó có nguyên cái cầu thang lên trên cây nè. Trời đất. Ủa có luôn à. Trời nó giấu ghê vậy. Ủa rồi sao nữa? Lên tao lên nhớ lên cho tao lên nhé. Ủa. À ôi. Nhảy từ cây này qua cây khác. À cây này qua cây khác được. Ôi có nguyên cái đường trời cái nút nằm chết. Vãi lúc đây hả? Ồ nạ ní. Vãi thật chứ. Ê chơi chơi kỳ vậy, dưới gốc cây mà sao chơi kỳ vậy? Ồ rùm 7 bí mật đã bị che giấu. Trời đất. Vãi. Bây giờ nó đưa ra mấy cái này. Trời ơi là trời, bây giờ nó bắt đầu phải chơi cái này nữa hả? Nạ ní. Dưới nước không có gì nha, dưới nước không có gì nha. Ê đó gì ạ? Không, để tao cho, đừng bấm, để tao cho, đừng bấm. Để tao ngó rồi, để tao ngó rồi, mày làm gì vậy? À, đang bật nút cho nó đẩy qua đẩy lại hả? Ừ, ok, nó kích hoạt được rồi nè, rồi, hay quá, có cái cửa. À, đó. Lấy điện, lấy điện. Có cái nút luôn, cù. Quá được. Có gì chồng cái nút hả? Ừ, ok, có nút rồi, trời này nhanh, gọn lẹ. Quá được. Hai quá vậy. Ê, Vami, dưới này nó có gì nè, Vami? Đá banh đa. Phải ghi bàn nào, ủa phải ghi bàn. Ôi. Vô, dẫn banh vô nè, dẫn banh. Đừng, cái chỗ banh tao đang đá mà, đá đâu ba. À, ghi bàn vô rổ đó hả? Ừ. Ok, bên đây tao có hai trái nè. 1, 2, 3, shoot. Ủa, shoot lúc nào? Đập nó xuống gì? Vô. Ok. Ủa, vô rồi, vô luôn hả? À, tao vô được rồi nè. Trời đất. Vãi, banh vô mà ba. Ủa, nhưng mà bây giờ ủa sao tao có cái ở dưới này nó có rương nào mà tao mở không được. À ừ. Cho cái banh vô hả ta, cho cái banh vô đó hả? Ừ. Hùng chi mén. Ủa dưới này không có gì hết á, quá đáng. Từ trong cái rương rồi nhưng mà tao vẫn chưa lấy cái rương ra được. À trong đây có cái rương nè. Phải ghi bàn nào. À ghi bàn vô cái lỗ. Mày ghi bàn đi tao mở cho mày ghi bàn. Tao ghi rồi mà ta. Đủ đạn nó hắt thiệt chứ. Cái lỗ nhỏ xíu à, trong cái lỗ kia bự cho bá. Đây sút cho. Ủa sao có đập nó vô không được. Đó. Ok. Trời ơi. Hay quá, cái đường có không? Có nút rồi, ok. Khó thiệt chứ. Ủa cái nút đâu rồi? Ủa cái nút tao quăng ra rồi. Ủa cái nút tao quăng ra rồi. À đây nè. Rồi đi kiếm nè cô, trời ơi còn đá banh nữa chứ, thiệt tình. Ôi room 9 là nguyên cái cạm 7 luôn. Room 9, cạm 7, nghĩa là có 9 cái cạm 7 chứ không phải là room 9, room phụ nha. Ừ, ủa, này bây giờ phải đi ra bằng kiểu gì? Phải nhảy bằng ăn, kiểu ăn gì? Ăn vô cho, chạy nhanh chứ, tính gì tính. Ê, cái này giống y trò Super Junior vậy á. Ok, tao qua được rồi nè. Push. Ủa nó vậy chậm dễ ma luôn á. Ôi giời, rất là easy. Trời. Ôi. Từ từ chờ tao với. Có cái công tắc nào ba? Dễ á, cái này con nghĩ là dễ nè. Ở đây có công tắc nè. Ở đâu? Đây nè. Làm sao gạt ở đây? Mày gạt nó thử coi. Không, nhưng mà con nghĩ là dễ. Ờ, gạt được rồi đó. À, có cái rương ngay chỗ này nè. Rồi, con thấy cái rương rồi. Đợi xíu ra, con đi lấy cái rương thử coi. À, trời, công tắc đèn không thần ơi. Rương con nữa chứ. Ê kìa, cái đó công tắc đèn hả mày? Vãi thật. Ok, con thấy cái nút rồi. Lấy đèn. Vãi tao đi, hồi tao dành tất cả thanh xuân để tao bật công tắc đèn. Ok, ủa cái này là gì đây? Ê, bậy. Ê, tao chưa kịp nhìn nữa.
Ok. Ôi, đại dương học luôn. Wow. Đại dương học là à học với biển. Ê có cái giường nào không lưu checkpoint cái chứ không lát đi lạ thấy bà luôn á. Sắp hoàn thành rồi, đi tìm đi. Ờ mày đi kiếm gì? Có gì đâu. Ê này nó chuyển đi ghê thiệt chứ. Trời mày chạy gì ghê ấy. Gì nè. Ồ, oh, ê rất đây có gì em ta? Ờ nó không có cái rương luôn á, nó không có cái à có nguyên cái hồ nước trên mặt mình luôn nè. Quá đáng đi. Ờ phải rương chôn. Sao toàn rương chôn không vậy? Còn là đi lại luôn á nha Pami. Chuyện này không phải là chuyện để đùa đâu. Nếu mà nó để cái rương này trước mặt mình vậy thì mình nghĩ là nó không có đồ mắt con cá gì hay gớm ấy vậy. Hết hồn. Ờ cà mém chết, cà chết một cái một cái gió luôn á. À trong dưới đây có chỗ đi nè, dưới đây có chỗ đi nè. Nghi gì vậy? Thang đâu? Ủa, ôi ở trên này có rương hả? Ê à, trên này nó hỏi là cái thang đâu kìa. Cái thang đâu ở đâu? Ủa ở đâu? À nè đi ơi, đi. Ok thấy cái thang rồi. Ủa mày đang đâu vậy? Ở chỗ này nè, rồi xong đi lại chỗ gốc cây luôn. Đâu 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 mày đâu rồi mày đâu rồi? Cái trời đậu không thiệt mình. Ở đây hả? Ờ. Ôi da. Ủa nó đẩy ra đi rồi. Vãi trời đó ơi, thiệt tình cái nút nằm trong đây. Lụ đạn ở dưới thẩm trắng là cầu thang nằm đây hả? À nó ghi cầu thang đâu là cầu thang đây đấy hả? Rồi lên 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 lên. Quá đáng. Quá đáng thiệt chứ. Tao hờn lắm cho bạn nha 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 bạn nha. Wow, ok và cuối cùng. Ở đây là đâu vậy? Room 1. Vãi kìa, tao bấm nút nó quay vòng vòng luôn rồi. Nó kêu được cái lít nè. Phải cái nhà quay được nó mới ghê chứ trời. Có trồng lúa này nữa nè. Ủa room này là hết chưa? Chưa, còn đây nữa nè. À còn cái nữa mới về. Vãi trời đất ơi. Cá cử đâu hết mà chị ai về còn một nuôi. Đừng bấm, đừng bấm, đừng bấm. Đừng có bấm nha ba, đừng có bấm nha. Tao vô nhà rồi. Sao mày bấm vậy? Chống mặt quá ba. Chống mặt mày. Bấm để tao coi thử coi. Ồ, chống mặt mày ơi. Cho tao ra cái đi. Lũ đã mày kia. Lũ đã cho mày quá. Ui, ở đây. Trời đất ơi má ơi, muốn tăng sông máu với quỷ cha luôn. Rồi đó. Rồi má, tao rớt cái đầu ra ngoài đường luôn rồi. Tại vì khi con xây á, con nghĩ là nó sẽ có cái gì ở dưới cái chỗ này nè. Dưới cái cây nó cũng xây theo luôn nè. Ê khoan, Bami, ở dưới này nó có hai, ở dưới này nó có hai cây nước nè. Bami. Nghe nè. Cái rương kìa, có thấy cái rương rồi kìa. Đó. Chính nó. Yes. Ok. Lên. Quá đáng. Rồi và đây là cái chỗ mà để ra cuối cùng The End. Yeah. Gì đây chúc mừng cái gì vậy cho tao bay rồi. Wow, đẹp quá xong rồi đó. 3, 2, 1. Xong quá cái gì vậy. Yes win. Woo. Ok win. Ok dừng lý bị cu. Vãi trưởng có hai đội luôn hả? Trời nãy giờ không biết tưởng đầu tim chứ. Má ơi. Bye. Ok các bạn thích video này nhớ để lại cho hai đứa mình một like, một share và nhớ subscribe cho kênh của hai đứa mình để nhận thêm nhiều video mỗi ngày các bạn nhé. Và các bạn muốn mình chơi, mình viết ra chơi thêm nhiều cái thể loại mini game map nào thì hãy comment bên dưới các bạn nha. Bye bye mọi người. Bye bye. That's it, friend.